con gái con nha, nó mới cưới có 3 tháng dễ đẻ rồi. Ủa, cô hai, con ở thành phố mới về hả? Dạ. Trời ơi, lâu quá cô không gặp con. Cô thấy con dạo này mập ra nè, con gái con lứa lớn rồi, đừng có để cho nó mập nha. Mà một khi con gái mà mập rồi á, nhìn nó xấu lắm con ơi. Dạ. Ủa, mà nãy giờ cô nhìn thấy có mình con à? Chồng con đâu? Sao con không dắt về? Mà sao con về có mình vậy? Con còn độc thân cô ơi, đâu có người yêu chồng gì đâu. Vậy hả? Trời ơi, bây giờ con cũng có tuổi rồi, con phải cố gắng, con phải tìm một người nè để xây dựng gia đình nè, phải lấy chồng đi con ơi. Để làm chi sau này con còn sanh con nữa, mai mốt con lớn tuổi rồi con không có đẻ được đâu. Dạ, vậy để con gán kiếm thôi chứ giờ không biết ở đâu nữa. Dạo này công việc con sao rồi? Lương tháng làm được nhiêu? Có dư giả gì không? Trời, cô thấy mấy đứa ở xóm này nè, nó đi ở thành phố nó về nó làm hả? Trời, tiền nó nhiều lắm, vàng đeo cả khúc vậy đó con. Vậy con cũng tạm ổn rồi cô, sống qua ngày. Trời ơi, vậy hả? Nhưng mà cô nói nghe nè, con phải ráng cố gắng đi. Năm nay mình làm không có nhiều tiền, nhưng mà sang năm á, mình cố gắng hơn nha con nha. Với lại con cũng lớn tuổi rồi, kiếm một cái tấm chồng đi, để mà sau này còn sinh con đẻ cái nữa. Chứ già rồi, rồi mà con không chịu lập gia đình sớm một cái là coi như sau này không có đẻ được con đâu. Con gái cô á, con biết không, con mén á, trời ơi, năm nay nó mới 18 tuổi mà hả, trai làng á với lại hàng xóm người ta đi tới người ta nườm nượp vậy đó. Nên cô phải gả, cô dạ. Gả nó rồi, cô mới gả nó hôm tháng trước đó. Dạ. Mà con biết không, được một cái á, gia đình bên đó người ta cũng có tiền, trời ơi, cho nó đeo vàng cả khúc vậy đó con. Nên cô cũng nở mặt nở mày. Dạ. Bây giờ á, cô nói con nghe nè, bây giờ con ráng cố gắng ha, sang năm làm mình đi về, mình có tiền nhiều để nở mặt nở mày với người ta nha con nha. Dạ dạ, để con gán. Thôi bây giờ cô đi về cô nấu cơm đây. Trời ơi, chiều rồi, bây giờ ba nó về rồi, cô phải nấu cơm cho cả nhà nó ăn. Thôi cô về nha con nha. Dạ. Mai mốt cô gặp ha. Dạ dạ. Ăn. Dạ, có gì không cô? Cô Yến đâu rồi? Sáng giờ nó đi đâu mất tiêu rồi, cô không thấy nữa. Có gì không cô? Cô hai nói con nghe này nè, con đừng có nói lại với nó nha. Dạ. Cô thấy nó là con gái lớn rồi, mà bây giờ nó chưa lấy chồng nữa, rồi thì làm sao mà sanh con? Nó lớn tuổi rồi là khó sanh con lắm đó con. Con phải nói với nó làm sao á, là nó phải đi lấy chồng, nó sanh con để mà con có cháu trong gia đình nữa nó mới vui. Cái này con đâu có biết đâu, nó lớn rồi nó tự tính chứ sao không biết được. Trời ơi, cô gặp nó, cô nói nó hoài à. Dạ. Mà thiệt, ta nói nó giống như là nước đổ lá phai vậy đó. Dạ. Bất lực luôn, thiệt khổ vậy đó con. Dạ, ở xóm này mấy người cũng nói hoài mà nó không biết được đó. Trời ơi, thiệt. Cái gì vậy cô hai? Nói gì kìa? Sao mà con ngộ gì cô hai? Cô nó nhịn con rất là nhiều rồi đó nha. Tự nhiên cái chuyện đó là chuyện tình cảm của con á, đâu có liên quan gì tới cô đâu, tự nhiên cô nói hoài vậy. Trời ơi, cô nói con nghe, cô thấy con bây giờ, nếu mà nói đúng ra là tuổi con già rồi. Con già là chuyện của con, con có lấy chồng không là chuyện của con á, tự nhiên cái cô nói làm chi vậy? Trời ơi, cô cũng nói là muốn tốt cho con thôi, chứ cô có là muốn xấu cho con đâu. Bây giờ lớn tuổi như vậy rồi, mà con mà lấy chồng thì làm sao mà con đẻ con được. Nhưng mà con không thích lấy chồng, tự nhiên cái mắt lấy chồng, tự nhiên sao đẻ ra phải lấy chồng vậy? Con đâu có muốn lấy chồng đâu, lấy chồng giờ đẻ con rồi mệt lắm, nó bu nhức đầu lắm. Con đó. Không thích lấy chồng. Đó, con nghe nó nói không? Nó nghĩ thì sao mà nó lấy chồng mà nó kêu đẻ con ra nó mệt, nó không lấy chồng. Thì đó là chuyện của con, bởi vì con không lấy, con biết rồi con không lo được cho nó nên là con không có lấy chồng. Rồi chuyện của con, kệ con đi, đừng nghĩ con đi nói này, nói nọ, nói người này, người kia làm chi vậy. Con đâu có mượn cô đâu. Trời ơi, nó nghĩ sao á, mà giờ nó lấy chồng, nó đẻ con, nó kêu mệt. Hả? Nhưng mà cô nói thiệt chứ con á, cái chuyện của con á, thì kệ con chứ cô không có kể với ai hết trơn á. Cô không kể với ai mà cả sớm thì biết rồi đó cô. Cô nói thiệt với con, cô không nói cho ai nghe cả. Nhưng mà cô, tại vì biết sao không, cô thấy con á, cô có một đứa cháu à, mà giờ nó chưa có lấy chồng nữa, cô thấy thương quá nên cô buồn nữa. Cô tâm sự, cô chỉ đăng lên trang phô bò có chút xíu à. Trời ơi,
Con nghĩ sao mà cô đăng lên đó rồi cả làng cả xóm cả nước biết luôn chứ đừng nói cả xóm. Thôi cái chuyện đó là chuyện của con, để con giải quyết. Quá cái ngày chồng hoài, để mai lấy chồng cho coi nè, cho khỏi nói nữa, mệt ghê á. Trời ơi, chẳng qua gì cô muốn đăng để tìm chồng cho nó thôi à. Nhưng mà thấy không, con thấy không, nó như vậy á, thôi cô đi về đây. Ủa, hai vợ chồng đi đâu vậy? Dạ con đến đi công chuyện chút cô hai. Trời ơi, sung sướng ha. Ủa nhưng mà cô thấy hai đứa lấy nhau lâu rồi mà sao ta thấy mày chưa đẻ nữa? Cũng mới đây mà cô, từ từ chứ đẻ liền sao đẻ. Trời ơi, con gái cô nha, nó mới cưới có 3 tháng dễ đẻ rồi. Còn tụi bay á hả? Cô nhớ là lấy nhau lâu rồi mà giờ chưa đẻ. Trời ơi, nhưng mà con có đẻ được không? Thì đẻ sao mà không được cô, cô nói gì vậy? Trời ơi, không, cô nói thiệt, chỗ này là chỗ cô cháu mình, thì con đẻ không được thì cô dẫn con đi tìm ông thầy kia kìa, ông chữa hay lắm, bảo đảm chữa về con 3 tháng là con đẻ được. Thôi con lại cô chứ con mệt cô quá à. Tự nhiên cái đẻ thì từ từ người ta đẻ chứ mắc gì vô sinh rồi đẻ không được rồi tùm lum hết trơn á, cô nói gì đâu không à. Nói chuyện gia đình con để con giải quyết đi coi đi anh. Trời ơi, mình muốn tốt cho nó mà nó như vậy á, thấy không, tới bây giờ cũng chưa có đẻ được.